và hai trận đấu tập nội bộ gần đây với đội tuyển U22 Việt Nam đã phần nào hé mở về cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình trong thời gian sắp tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã bổ sung các cầu thủ từ đội tuyển quốc gia là Việt Anh, Văn Xuân, Hoàng Anh, Thanh Bình và Đức Trình sang đội U22 để cho cân sức. Nhưng dù vậy thì kết quả cuối cùng vẫn là chiến thắng 4-2 nghiêng về đội tuyển Việt Nam sau hai trận thi đấu. Điểm tích cực lớn nhất ở trận đấu tập là Tuấn Tài đã gây ấn tượng tốt bằng một bàn thắng. Minh Vương duy trì phong độ cao kể từ trận gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục lập công. Sơn Trường ghi bàn từ pha xuất phạt, còn tân binh Tuấn Hải cũng tạo dấu ấn. Tiền vệ Tuấn Anh đã hoàn toàn bình phục và có thể quán xuyến tuyến giữa khá tốt. Tuấn Anh chính là một trong những cầu thủ thoát pressing tốt nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này. Thiếu Văn Hậu đúng là tổn thất, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn đó Hồng Duy và Văn Thành, những cầu thủ đá cánh trái rất ổn. Cả hai đều trưởng thành từ Hoàng Anh Gia Lai, vốn có tốc độ và lối chơi giàu chất kỹ thuật, khá phù hợp cho những pha phản công từ biên. Tất nhiên, mọi nhận định lúc này cũng chỉ là suy đoán khi rất ít những thông tin từ các buổi tập và trận đấu thử được tiết lộ. Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn cẩn trọng trong quá trình chuẩn bị và thường đưa ra nhiều phương án bất ngờ. Đó cũng là yếu tố cần để đội tuyển Việt Nam có được một hành trình tốt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.